Vâng, chung kết nghe nói quần cần. Vâng, cùng xem quân nào. Đây là Max C. U98 cầm phô thế chủ lực. N1 cầm Babylon. Mạnh Hào cầm cho son. Cuối cùng đây là Max C thế thì Chip Boy. Cố lên nào. Anh em phải cố đấy. Con bên kia là gì Hải ơi? Vâng, bên kia có Minoan, có Roman, có Catarian và Per. Như vậy là tư quý chém. Nhưng mà nếu Minoan đánh được cùng là cũng khá quài. Và có một Roman chém tuyển, một Per là chém tuyển nữa. Đây là Chip Boy. Chị S và bầy hiếu rất gọn gàng. Và sự hiếu tinh tế. Đây là bài không đồ lùa về tới từ Max C. Bãi quả bên phía nhà đối phương chăng? Bãi quả đầu của màu 6. Roman đầu cánh của Max C. Chúng ta quay trở lại với màn hình máy của game thủ Chip Boy. Như vậy là cùng cánh với Roman màu 6 của game thủ Bell. Bài Chip Boy là bài khá nghiệt. U98 có đẹp vào khung không em ơi? Rồi, đánh khỏe nhá. Thêm bầy hiệu to dành cho game thủ U98. Cái lo nhất là cái con dốc và dãy hàng e của game thủ U98 ấy kìa. Thì lo lắm. Lo nhất là con dốc đó. Thì nó bị chém bầy e và nó có những cái khe ảo. Ghi nhớ check in nhá. 8 á. Vâng, như vậy là màu 6 và màu 8 ở đầu cánh. Màu 6 cánh Chip Boy, còn màu 8 cũng đang ăn tranh với game thủ Mạnh Hào. Như vậy màu 5, người cầm Minoan BB sẽ ở trong cánh trận nào. Nhiệm vụ đó sẽ thuộc về N1, người đi dâng ạ. Còn chủ lực sẽ là game thủ U98. Đây là Per à? Đây là Per. Per Roman là hai tiền đạo. Một Catarian ở trong cánh đi dâng L, còn một Minoan sẽ là người đánh cục. Thông tin được cập nhật liên tục và nó là chuẩn xác rồi dành cho chiến thuật của BB Club. Đây là bài của game thủ cầm cho son Mạnh Hào. Như vậy là ăn ba bãi quả trận này, bị ăn tranh một bãi tới từ Per. N1 là người đi dâng cao vào em ơi, cao cao con cao cao bắn Minoan, sau đó bắn cả Catarian và bắn phù hộ những đầu cánh. Có lẽ là nghe nói Roman lên sớm, tôi nghĩ là góc 3 giờ thì là góc của BB. Góc 3 giờ thì là góc của BB. Rồi đừng có kiện lên thế. Tiếp tục dâng lên BA. Dâng lên đời cực sớm dành cho Roman tới từ màu 6. Chip Boy cần phải cố gắng giữ lấy mạng mình trước khi U98 đẩy ra.
đừng để bị thất thế quá. Vâng, các bạn có thấy như vậy là đã có giò tới từ màu 6 rồi, ăn tranh nhau cái bãi quả này, cần phải ăn được vàng nha chip bo nha. Tích đời ở 11, đóng ép đi kìa, chưa có gỗ để bo nha. Bị chọc luôn bãi quả, vừa đóng cái gờ xong thì nghiệt, nghiệt thế hả rời. Vâng, đối phương ăn luôn cái bãi quả này. Vâng, cái ông bèo này cũng dị. Màu 7, màu 7 dâng 2L ngay sát nhà nâu 1 nhá. Uzi 8 cẩn thận nhá, thằng 6 nó khỏe đấy, cả thằng 7 nó dâng L nhá, bo kín nhà đi, đánh thủ những tên đầu đi, sợ lao phốt và là mất chủ lực là thua đấy. Làm gì có ai ngoài em trận này. Vâng, BA tiếp theo dành cho game thủ U98. Một chiếc BA nữa và một chiếc BA cho kín nhà luôn đi. Rồi, check in ở dãy hàng E ở trên cho em. Đấy, chỗ đấy, check in đi cho chắc vào, đừng mơ để hở. E2 lớp luôn đấy. Đấy, còn đây là màn hình máy của No1. Đánh đi em, đánh thoải mái đi. Vâng, No1 đang bị chơi vạng. Đóng cái cửa vào ai. Vâng, No1 là người đang bị chơi vàng, nhưng bây giờ anh sẽ chơi vào nhà màu 5 trong trận thiếu này, người đánh cung ngà. Đây là màn hình máy tới từ game thủ Mạnh Hào đang chơi phù lại với Pơ. Mạnh Hào vẫn đang ngon nhỉ, Mạnh Hào vẫn tạm thời đang ngon, phù được hai con lạc đà với Pơ rồi. Còn đây là Chip Boy có chơi với Roman không, Chip Boy đang phế và bị chơi vào cả bãi vàng bởi con cung tê này. Chip Boy bị game thủ Bèo đánh phế rồi. Cô lập Minoan cũng được đi em ơi. Đánh các nhà khác đi, 12 giờ nó khỏe nguyên đấy nhá. Đây là Mạnh Hào, Mạnh Hào cần được bơ rồi, em không phải lo gì đâu. Chậm chí Mạnh Hào khỏe hơn cả bơ đấy. Mạnh Hào tí, để đi cùng với cả Phonesian ốp nhá. Nếu một không đánh được nhà Mino đánh nhà khác đi em. Chăn 7 đi, 7 dân lờ với cả 6 trước 12 giờ. Cô lập nhà Mino đi. Vâng, đây là U98 trận thi đấu này. Bắn pơ 6, góc 6 giờ, được em ơi. Đang đều dần dành cho U98. Xem Minoan ngồi sóc dần hay ngồi sóc cung Nga nào. Nguyên, không có mất cái gì cả. Chẳng cũng 2 sớm. Đập BC các thứ em ơi. Dừng một tân quân lên đập BC các thứ, chắc cũng hai đi. Cả màu Roman cũng chạy dân rồi nhá. Roman chạy dân này. Có đầu một báo về là Pơ fit hẳn 20 dân tuần này. Đúng là 20 dân fit. Đã là khỏe vào Mạnh Hào ạ. Đây là Chip Boy tham gia chỉ còn là 14 tuần. Còn đây là U98 đang bị vâng cả 7 và cả 8 đi. Mang hết quân về thủ nào. E2 lớp ở mọi nơi. Một con cung R sinh ra ở phía trong là tuyệt vời. Còn lại cung R phía ngoài thì chạy thôi. Chờ tân quân to về và bắt hết tuần này, đập nhà chính mới, sắp một tuần dân thật khỏe. Đập nhà chính ở trong khu vực này, đừng ăn rừng để cho bị hở nhà nhá. Rồi kéo một tuần về, BB có lẽ đang ngồi sóc dần khi cầm Minh Hoàng.
rất đông lạc đà tới từ 7. Ok, cho cả nơ một hồi nào. Đánh đời 4 được, không vấn đề đâu. Đánh đời 4 được. Minoan bên kia thì cần phải bơm cho người cầm. Vâng, cần phải. Không vấn đề gì em ơi. Một tơn để lọt. Một tơn để lọt. Rất đáng tiếc. Nhưng thủ phu đấy kìa hao. Phu đấy kìa. Thủ ở trong nhà đi em. Bó kín nước mặt đi vào đi Tám ơi. Không vấn đề, tên này cũng không yếu lắm đâu. Vào để siêu nhanh tay tới từ Tám. Bắt được hết lạc đà của màu Tám cầm pơ rồi. Hết sạch luôn. Nào, ra ruộng nhiều lại và khỏe ngược lại nào. Đi quân đó. Tám ơi, tăng hết LA lên. Rồi không sao không sao, sau tuần này khỏe lại luôn, không vấn đề, không vấn đề. Không vấn đề. Đi quân đẩy đẩy nào à? Bơm vàng cho Tám lên cái bản đồ em. Bơm vàng cho Tám lên bản đồ thì mới cứu được hai anh em thủ cho nhau đi. Tất cả anh em cùng về hồi. Lên bản đồ gấp em ơi. Xem màu 6 có hồi không? Lên bản đồ đi em. Lại 21 tới từ game thủ nó một, bỏ hai con cung giờ chỗ góc nhà nó một ra em ơi, sát em. Vâng, tham lại 22 tới từ game thủ nó một thôi. Mạnh Hào thì đang tham to, tham lại 57. Cái này lọt là khá yếu. Tham 56. Mạnh Hào bơm trần lực cho nó một đi em ơi, nâng cả cái bản đồ lên em ơi. Đây là cung A. 6 dần, đi đi thằng này vẫn đang cần. Anh sợ nó kích 4 rồi ạ. Thế em cứ công đi, xong U98 nó cắt ra cái chỗ đấy. Đi đi U98 ơi. Đấy. Đấy, xây AI lớp trên 12 giờ xuống đi. Kìa, yeah, bắn đi kìa. Nhìn đi kìa, Mạnh Hàng có bản đồ chưa? Chỗ đấy luôn, đấy, chỗ chém của em luôn. Đấy. Chơi luôn tên này, chơi, 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 chơi. Công luôn ca kìa. Để ý kìa, để ý kìa. Cùng rất đông tới từ BB. Nô 1 đang chỉ ngồi sắp dần để lên 4. Trời ơi, chài cứ chài nhá, đừng có chém. Đã lên 4 xong. Đã lên 4 xong nhưng chip boy lọt được vào nhà BB. Đây là chip boy. Những con chém của Maxe. Tham 23 của game thủ chip boy và cả dân của Persian trong này nữa. Chém ở trong đi em ơi, đừng ra cho cung A này. Anh em ốp sâu vào đi, U98 đẩy sâu vào đi. Đẩy sâu vào đi. Tham lại 111 tới từ 8. Trận thi đấu rất phí khi mà đè bị lọt. Nếu không bây giờ thì cái thế ốp từ rất lâu rồi. Đảo tiếp em ơi, chết tên này này. Chị boy cứ chặn dân đi chị boy. Cố gắng chặn đi. Còn đây là nơ 1. Tham lại 45. Ăn vàng đi nơ 1. Có bánh quả đấy đấy, ăn luôn được. Đây là game thủ U98. Tham Lai đang đè 6-4 nhưng bên kia có lên đời 4. Lùi một tơn nào, quản lại các nhà khác. 86 nào. Sau đó bơm hết.
Vâng, bơm hết toàn bộ đồ dành cho lô 1 để lô 1 lên 4. Để anh xem thiếu bao nhiêu. 300 vàng và 500 thực. 400 thực rồi. Chị Tám đang bơm rồi, vừa bơm thì mới còn gần đấy đấy. Ô, chị Tám nhiều lắm nhá. Một tí vàng nào. Nhà cho lốt tôi lấy là được đấy. Kích. Đây, kích rồi. Em ơi, phải đi quản nhà 16.6 bao dân. Chị Tám đào vàng dần đi em. Tất cả anh em cùng hồi nào. Chị Tám đang gây áp lực rất tốt vào nhà Bi. Cái mặt ca của ấy kìa, mặt ca của Chiboy cái gì, cái màu 6 trên bản đồ cái 8. Màu 6 trên bản đồ có cái gì kìa. Vâng, tham lại 125. Lô 1 lên đời 4. Biết rồi. No. Chơi nhiều ca to hơn lô 1 đấy. Chạy giữ dân, chạy giữ dân, chạy giữ dân đi, cứu nó một trước. Hào phải chạy đi, từ dưới nhà Hào, Hào lên nhá. Ông chỉ dám để ý nhìn bản đồ ở dưới nhà Hào lên. Vâng, cơn đi quần ảo tới từ đi đi để ý map và bắt hết quân tên này. Nhồi đồ cho đầu 1 để đầu 1 có thể có được ca khi đã lên đời 4 xong dành cho game thủ đầu 1. Tân to kia cũng về xây ca chỗ khác cái đầu 1 đây. Vẫn liên tiếp và nhồi đồ cho game thủ đầu 1. Tham lai 52 của đầu 1 chạy tạm dân tân này, di nhà thôi. Thật nhiều ca vào. Còn nhà BA không? Rồi, như vậy là đối phương đang tràn vào luôn. Một tí thực cho nó một đi. Bớt cả thực để nâng cơn lên công nghệ đi. U98 vẫn đang thủ được trong tuần này. Đây là màn hình máy của U98, tham lại 124. Để ý ruộng nhá, đừng bơ để cháy ruộng trận này. Nào hồi lại đi em. Vàng và Mạnh Hào có 2.000 vàng nhá. Nó một có cần thì bảo. Đã bắt chọn được cùng nhà rồi. Xem bên kia các nhà hồi như nào. Xem các nhà hồi như nào. Phải xem đi. Xem Roman Hyper được đẩy lên đây 4. 8 ơi, 8 ơi, 8. Để ý anh nô 1 đi dân A ở chỗ nào, dân ca chỗ nào thì cho cung giờ ra đây kê đi. Để ý, để ý. Xe nô 1 dân ca nào cho hết cung giờ lên để mà kê đi em ơi. Đấy, lên để kê đi. 6 á. Vâng, như vậy là 6 đã lên 4 xong. Tên này mà không công ca được nhanh là oẳng. U98 cơ cấu lên 4 đi em. Đi tất cả ca đi nó một ơi. Nó có công mình nữa đâu. Di hết ca đi đi. Ra ngoài ăn gỗ ơi, 8 ơi. Ra ngoài ăn gỗ. Giữa bản đồ. Vâng, cùng xem nô 1 trong pha công ca này. Đây là nô 1, để ý cung G8. Để ý ca nào. Đảo cung G đi em ơi, phải giữ cung G, đừng để tham tụt nhiều. Cũng giờ nguyên trên dốc thôi để nó một nó điều ca đang xong con ca lên kìa, cả cũng giờ tiếp nhận đi. Lên 4 đi, lên 4 đi.
kích 4 rồi gì? Đóng lơ chơi đạp đôi. Như vậy là đã có đạp đôi tới từ 6. Căng nha, đơn này căng nha. Đơn này vẫn là một đơn căng. BB đang ăn vàng khắp cái bản đồ. BB đã bơm đồ cho Roba lên 4 quá nhanh. Như vậy là nhà ca của No 1 bị mất rồi. Hồi đi, áo ấy hồi cố lên 4 đi. Cố lên 4 đi, bia thằng 84 nó vẫn cân được lại đấy. Hồi lên đây 4 đi, mà đánh BB mỗi cửa đấy. Tám để ý bàn bản đồ đi em ơi. Ok, đóng BB mà hồi nào ạ. Đóng toàn BB mặt cứng, cứng hết vào nhà mồ hồi đi. Vâng, lại là một trận đời 4 mà về phía bên này đang hơi qua. Đạp đôi bắt đầu đẩy nêu 1 rồi. Một tham lại 121. Đây là BA phần hot của Vân, còn chưa có giác thời điểm này. Tham lại bị vốc lên và là 3-2 dành cho các game thủ bên phía BB. Vâng, rất đáng tiếc. Thôi, làm lại C2. Nghiệt.